Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá vô cùng hợp lý cho mọi nhà. Và hôm nay một ngày thời tiết rất là nắng đẹp thì em mang đến cho các bác một chiếc xe để tránh mưa tránh nắng. Một chiếc Toyota Vios đời 2010, máy 1.5. Xe còn ngon, cứng, có màn hình, đèn ổ start stop thông minh, nội thất ghế da, trần nỉ và đồng sơn bên ngoài màu đen rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc sedan hạng B mà được rất nhiều gia đình sử dụng. Vâng, em này thì các bác mua về để chạy gia đình, rồi làm thêm một tí dịch vụ cũng rất là hợp lý. Mà giá bây giờ nó chỉ rẻ hơn con xe máy, giá nó cao hơn con xe máy một chút, chứ bảo rẻ hơn xe máy thì mang tiếng ra. Một chiếc SH khoảng tầm loanh quanh ở 100 triệu. Còn em này thì em đang bán cái giá là hơn 100 triệu nhá. Các bác đã có ngay được một chiếc Toyota Vios đời 2010, một mẫu xe lành lùi đồng cối đá. Và thời điểm này năm ngoái là xe này đang bán ở tầm 190-200. Thế nhưng mà thời điểm này thực sự là một cái thời điểm giá rất là rẻ luôn, chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi, chính xác là 148 triệu đồng có bớt. Thì các bác đã có ngay được một chiếc xe vẫn còn ngon, tôn vỏ cứng và xe là cam kết là không có đâm đụng, ngập nước, phạt nguội. Đấy, và pháp lý giấy tờ hồ sơ đầy đủ, tên tư nhân chính chủ luôn nhá, biển Hải Phòng 15A33102. Em này thì đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 và vẫn là một chiếc xe mà không có niên hạn đăng kiểm, là 1 năm. Thế nên là các bác yên tâm, xe thì đã được độ lên đèn LED phía trên và bi cầu phía dưới rồi, nên là khả năng chiếu sáng của xe thì cực kỳ ok. Sơn xi sạch sẽ, dàn lốp thì tầm khoảng 80%. Còn con này thì lâu nay là bác chủ bác không đi, thành ra là bác ấy bảo thôi để đi bán cho em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, xi nhan tích hợp tai gương đầy đủ nhá. Vô lăng 3 chấu này, túi khí an toàn thì nhìn thấy ngay. Đấy, có hẳn vị trí nút túi khí an toàn này. Và em này thì nội thất ghế da của nó vẫn còn đẹp nhá. Có mỗi cái chỗ ghế ngồi này thì hơi sờn rách tí thôi thì không tránh khỏi. Nhưng mà đây là một chiếc xe mà giá nó rất rất là hợp lý luôn, chỉ 148 triệu đồng vẫn có bớt. Mà các bác đã có ngay được một chiếc Toyota Vios sedan mà tại thị trường năm ngoái là đang bán gần 200. Đấy, năm nay em bán giá rẻ bất ngờ luôn. Và đây, cái dòng xe này thì nói các bác là mua về bây giờ là không mất giá một tí nào luôn. Các bác cứ đi thoải mái luôn, không phải lo mất giá nhá, giữ giá thoải mái. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô, động cơ máy 1.5 ăn xăng khoảng tầm 6 lít 100 cây. Vâng, giá rất là hợp lý mà tiết kiệm nhiên liệu, lành, khỏe. Thế này các bác nào mà muốn lựa chọn một chiếc xe gia đình bền bỉ, chi phí sửa chữa ít, giá thành hợp lý thì mời các bác qua nhanh tay xem xe và trải nghiệm ngay. Chiếc xe này thì mang biển Hải Phòng, chưa ra khỏi tỉnh lần nào, biển 15A33102 nhá. Đấy, mặt ca lăng của xe còn đẹp này, sạch sẽ này, đồng sơn đều, xe cam kết đảm bảo là không có đâm đụng. Đèn bi thì hai bên đèn là đã được độ lên đèn bi Fuji, rất là khỏe, ánh sáng mạnh và đèn rất đẹp luôn các bác nhá. Còn phía bên trên thì bác chủ cũng đã độ lên đèn bi, nhưng mà trông nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà nó rất là sáng, đèn siêu sáng của đèn LED thế hệ mới đó. Vâng, thì cái này là các bác quá yên tâm rồi, về là các bác cũng không phải lo lắng gì nhá, cứ vậy mà đi thôi. Riêng đi đêm các bác cứ vả pha cho em thoải mái, anh em đi đằng đối diện chỉ có biết đường cụp pha vào nếu mà bật pha lên thôi. Thế nên là các bác yên tâm, dòng này thì các bác cứ chạy phà đóng cao tốc 120, còn đóng đường thường 90 vẫn ok, không rung lắc. Xe rất là cứng luôn, chạy chắc chắn. Tôn vỏ xe thì mỏng nhá. Và em này thì đảm bảo cam kết là xe là không có đâm va tai nạn ngập nước. Đấy, kính của xe là Toyota Laminated Green Green này, từ Úc luôn, hàng xịn sò luôn nhá. Kính còn đẹp. Đấy, và chất xe thì đây là một chiếc xe rất rất là cứng luôn, dành cho những ai mà đi gia đình, cơ hội dành cho những ai đi gia đình mua một chiếc xe mà giá nó chỉ có 148 triệu đồng thôi. Đấy, lốp này là 2018, rãnh lốp thì vẫn còn dày, tuy nhiên là lâu nay chạy ít thì thành ra là rãnh lốp, và cái lốp này nó cảm giác nó hơi bị ải một chút, nhưng cái này bình thường không vấn đề gì các bác nhá, các bác cứ đi thoải mái luôn. Và còn lòng cua lốp xe thì đẹp sạch sẽ này. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ lòng cua lốp này sạch sẽ luôn và không có lỗi lầm. Sơn xi đẹp này, xi nhan tích hợp tai gương và gương kính là có điều khiển điện đầy đủ. Tôn này, đấy, các bạn nghe tiếng tôn nhá. Vâng, tôn thì còn dày, cửa chắc. Và đây, chỉ keo cánh này các bác này, chỉ này. Đấy, chỉ lôm nhôm một tí thôi, nhưng cái này nói chung là hàng xe giá rẻ thì thế này là ok rồi. Tappy sạch sẽ, kính điện lên xuống là hoạt động bình thường. Cái này thì hơi già não một tí nên là kính xuống tốc độ cũng vừa phải. Đấy, nhưng mà đây là xuống nhanh này. Đấy, các bác kia, vâng. Và đây cũng là một chiếc xe chất rất là cứng đấy ạ. Vâng, nội thất ghế da màu kem này. Đấy, trần nỉ còn nguyên này. Và nói chung là trần nỉ thì đánh giá tầm khoảng 6 điểm thôi.
cũ rồi, không tránh khỏi. Vâng. Còn à, phần vô lăng thì rất là đẹp luôn. Vô lăng khâu da mượt mà, có túi khí an toàn nhá, đầy đủ tích hợp trên đây. Và cái này thì cũng gạt mưa, gạt kính, đèn nón đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy. Gạt mưa này, rất nhẹ nhàng luôn. Và các bác có thể để ý là màn hình đồng hồ hiển thị 126.000 cây, gọi là 12.6 vạn. Vâng, có màn hình OLED nhá. Và màn hình OLED của xe thì tích hợp rất nhiều chức năng xịn sò trên đây. Có cam lùi tích hợp. Và em này thì điều hòa là mát lạnh, điều hòa cơ. Đấy, các cái vân ốp gỗ của xe còn đẹp này. Và củ số này vẫn còn rất là mới nhá. Nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh như chiếc xe này là chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 100, thì thực sự đây là một mê mẫu xe mà giá rất là hợp lý luôn. Đấy, gương gập điện này. Vâng, và em này là một chiếc xe full đồ rồi. Thế này là các bác đi những chiếc xe như thế này thì giá vừa hợp lý mà xe lại rất là rẻ luôn. Tôn sườn xe cứng cáp này. Nội thất hàng ghế thứ hai thì vô cùng rộng rãi, mặc dù nhìn đây là một phân khúc hạng B. Cảm giác bên ngoài thì có vẻ chật chội hơn một chút, thế nhưng mà cái hàng ghế thứ hai thì rất là thoải mái. Ngồi duỗi chân duỗi cẳng thoải mái luôn nhá, mà không bị gò bó tức bí, kể cả các bác để hành lý ở bên trên. Còn các cái kính điện thì hoạt động hoàn toàn ok rồi. Vâng, không chê được câu nào. Em này thì được cái là độ bền thì quá ok. Đấy, còn chất xe thì theo năm tháng. Còn đây cũng là một chiếc xe mà giá hợp lý. Vâng, giá hợp lý với túi tiền mọi nhà. Đấy, đèn đóm sạch sẽ này, cản sau này, không hề có lỗi, không hề có đâm đụng và quẹt xước sát nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cản sau đây. Và xe thì bên đây, logo này, còn nguyên này. Tất cả các phần logo còn nguyên, biển số rõ ràng. Và tôn sườn. Đấy, các bác nghe tiếng tôn nhá. Vâng, tôn rất dày và chắc chắn nhá. Còn mặt kính ra đằng sau đây. Đấy, các bác nhìn nè, toàn bộ mặt kính còn nét căng luôn. Em mở nắp cabo, nắp cốp phía đằng sau cho các bác cùng xem. Đây, cốp đằng sau thì sẽ mở đây. Vâng, dòng Vios là một dòng xe nó rất là cẩn thận. Nó làm mở tại chỗ người lái ạ, để tránh những trường hợp mà có thể là mở từ đằng sau ra. Và đây các bác nhìn này. Đấy, tất cả các cái mép của xe vẫn còn rất là ok. Đấy, sơn lòng sạch sẽ này. Và bên này, hai bên sườn đây. Đấy, hai bên sườn lòng máng nước này của xe còn ok. Và bên lót sàn thì đã có lót sàn rồi, với sàn gỗ này. Bên dưới là có lốp sơ cua. Xe thì để nguyên mộc nên là hơi bẩn một tí, nhưng mà nó không bị mục mọt. Đấy, chắc chắn 100% cho các bác là không có mục mọt nhá. Đấy, không có mục mọt cho các bác luôn. Đấy, xe thì em đang để tại cửa hàng tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nếu bác nào mà thích xem xe thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại bên Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng luôn. Lốp bên này như thế này. Đấy, lốp thì rất là dày. Thế nhưng mà do là lâu năm không đi, 2018 đến bây giờ là 5 năm rồi. Thế thành ra là lốp nó hơi kém một chút, nhưng cái này thì bác cứ đi về thoải mái nhá, không ảnh hưởng gì đâu. Chất lượng lốp ok. Cua lòng lốp của nó còn đẹp như này mà. Đấy. Tất cả sơn sườn rồi các tôn cánh của xe này còn rất là yêu luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hợp lý luôn á. Chỉ 148 triệu đồng mà lại vẫn có bớt cho các bác luôn nhá. Bớt yêu luôn đấy ạ. Vâng, nên là các bác nào mà thích cái dòng này thì các bác cứ qua trực tiếp xem xe, lái thử, chạy thử và chốt luôn em này. Nói chung là như em này thì kiểu gì cũng chốt được thôi, vì là rất là đơn giản. Đấy, chất xe cứng và không hề lỗi lầm. Đấy, các bác về thì yên tâm là chỉ việc chạy thôi. Đấy, đổ xăng và mà chạy. Và từ nội thất cho đến máy số gầm bệ của xe thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó có một cái hay, đó là chi phí sửa chữa đồ nghề thay thế nó rất là đơn giản, rẻ, hợp lý, hợp túi tiền. Đấy, thế nên là các bác nào mà thích cái dòng này thì các bác cứ qua trực tiếp xem xe nhá. Vâng, gầm này. Gầm thì theo năm tháng rồi, nhưng mà nói chung là chất gầm như thế này thì ok. Vâng, cũng không cần đòi hỏi gì hơn với một chiếc xe mà chạy được 12 năm rồi. Nhưng mà nói chung là với cái tầm tiền như thế này, với cái giá trị như thế này thì đây là một chiếc xe vô cùng hợp lý. Đấy, có đèn nổ start top này. Nó bắt em phải đạp chân phanh rồi. Đấy, đèn nổ start top nè. Đấy, máy đề lên ngay. Đấy, các bác thấy không? Vâng, vòng tua máy lên ngay. Riêng cái dòng động cơ của chiếc Toyota Vios này thì bao giờ nó phải tua lên cao, một chút sau nó mới xuống được. Đấy, vì là để nó bôi trơn dầu mỡ khắp xe nhá. Đấy, các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Em bật pha luôn cho các bác để các bác cùng nhìn xem là cái xe này, cái độ chiếu sáng nó có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Đây, các bác nhìn này.
Riêng quả pha led ban ngày nhìn nó đã thế này rồi thì hỏi các bác ban đêm thì thế nào. Đấy, hai bên đèn pha rất là xịn sò, chưa tính là quả bi gầm đấy nhá. Vâng, đấy bây giờ tua thấp rồi máy êm ru luôn. Động cơ máy ở trước xe đang là động cơ máy 1.5, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 6 lít trăm cây. Đấy, xe còn ngon, em cũng chẳng độ chế gì cả. À quên, chưa rửa, không có rửa giấy gì đâu. Để nguyên cái con này mộc cho các bác nhá. Nhiều bác thì cứ thích mộc, nhiều bác thì cứ thích làm. Thế nhưng mà đây em để nguyên mộc cho các bác này. Đấy, máy khô ráo, sạch sẽ. Đấy, dầu mỡ đầy đủ nhá. Ok, vàng ươm. Ui, cái này thì nó phải vặn bằng mỏ lết rồi. Đấy, các bác là thông cảm với cái này mà vặn mỏ lết rồi. Cái này thì em đảm bảo cho là hơi thừa không có nhá. Vì cái này cũng đã kiểm tra rồi. Đấy, không có hơi thừa đâu ạ. Vâng, động cơ máy VTVI 1.5 chữ đỏ nhá. Máy khô ráo, chạy rất là sướng và lành luôn. À, các bác có thể để ý là toàn bộ hai bên đầu sườn của xe này. Đấy, hai bên đầu sườn là còn nguyên. Cái đèn này là người ta làm chế cái đèn led ở đây. Thế nên là người ta đã bôi keo rồi. Thì cái này bình thường không vấn đề gì, tai đèn còn nguyên. Không có vá víu rằng chịt gì các bác nhá. Đấy, một chiếc xe tương đối là cứng và giá thì vô cùng hợp lý. Xe này thì đang bán chỉ có 148 triệu đồng thôi. Thế nên là các bác nào mà yêu thì các bác qua xem xe trực tiếp nhá. Vâng, và lái thử luôn. Còn các bác ở tỉnh xa thì các bác chỉ cần đặt cọc thôi là bên em sẽ vận chuyển xe đến tận nhà. Một chiếc Toyota Vios đời 2010 với động cơ máy là 1.5. Xe thì bao ngon, bao chất cho các bác luôn. Và giá tiền thì rất là hợp lý. Đấy, so với cái tầm tiền thì thực sự các bác là không có đối thủ về giá luôn đấy ạ. Và đây là một chiếc xe rất là đáng yêu. Bên em Vũ Dư Ô Tô đang bán với cái giá là 148 triệu đồng. Thế nên là bác nào mà yêu thì mời các bác qua xem xe trực tiếp hoặc là có thể là đặt hàng. Bên em sẽ vận chuyển trên toàn quốc nha các bác nhá. Xin trân trọng cảm ơn. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vô cùng rẻ và vô cùng hợp lý cho mọi nhà. Đấy, bên nhà em thì nó rất nhiều xe đấy các bác nhìn này. Xe cực kỳ nhiều luôn, thoải mái cho các bác lựa chọn nhá. Hơn 500 đầu xe cơ. Đấy, bãi xe rộng nhất miền Bắc luôn. Và xe thì bao chất, bao chuẩn chỉ cho các bác. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.